gì đấy? Con làm gì đấy? Làm gì? Cẩn thận mà nó dập vào chân cho. Ôi dồi, xinh đấy nhỉ. Quá xinh. Thế ai thiết kế cái này thông minh nhỉ? Cứ thế này thôi. Ừ. Quay bên đấy dễ hơn, bên này nhỏ. Làm như việc quay con trâu nó đóng đinh thừa dã man. Thì quay mệt quá rồi.
từ đã cho khỏi đi. Sợ lắm. Không xoay được của nó luôn. Pha quay đi. Cái này thì đều có chín không? Bốn nhìn thế kìa, bị kẹt rồi, không quay được. Kẹt rồi. Nhé, phải lùi con đấy ra đây một tí như này. Quay đi, quay đi. Hay là đổi đầu? Không, lùi nó ra một tí. Ủa. Con nãy xiên á. Nào, quay từ từ thôi, không phải quay nhanh thế đâu. Tôi chật thế nhỉ. Chú cầm rồi, sao mới quay được. Chân của mình đã bay quạt. Đấy, nó có tiếng quạt vào than nó sáng rực như này. Thank you.
trong ngoài á. Cái kiên chuột. Lại cầm đưa vào. Ăn cái đầu thấy cay không? Cầm không? Cầm con này cay sao nhỉ? Số bán lại đi nào. Để cho sâu nhá. Để thế thì mình xé ngon hơn. Thôi, nắng này vỡ mất. Cứ chặt khúc hay to, cứ thế thôi. Cứ để khúc to thế xong mà gỡ thôi cho nó khỏi vỡ Nam ạ. Cứ để thế. Không, với cả cá thì bao giờ nó hay vậy. Cá nó không như loại khác. Đây, đây sau này. Sau này. Không cay, không cay. Không, con này không ớt đâu. Con ớt con ngoài kia mà không ớt con này. Nhưng mà quan trọng là nó chín đúng không? Ngon lắm. Không, nó mỡ đấy anh ơi. Chín chín rồi nhưng nó mỡ đấy. Không bị ớt, không cay. Không, chẳng bị ớt. Mỡ à, thôi, trong lõi nó có cay. Nó dày kia gì. Nếu ra chắc ngon lắm với Nam nhỉ? Sâu ngon, ngon, ngon ở bên ngoài. Ngon. Này thử ăn đi. Mẹ để cái kia đặt cái kia để ngày cưới. Em đưa cho cái Nguyệt nó để chứ. Một tí ở đâu đấy. Bán đi vào đây khỏe đi. Không đủ đua vào đây. Đi học hết rồi này phải trông. Đấy mà. Đâu buộc lại cũng buộc được vì nó có khác ra ra đi buộc ít mạnh được chứ còn để giữa ít mạnh nó xuống. Chắc chắn hôm nay món cá này hết. Chị ngồi sang đây.